Lão nông ở Ninh Bình biến động cơ xe máy cũ thành nông cụ. Những câu chuyện nhân văn về chăm sóc nuôi dưỡng động vật trên thế giới. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Tấn Khoa và Giang Thái, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút phát sóng với những câu chuyện nóng hổi, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Song song đó thì các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống, nhân sinh cùng những giai thoại mang màu sắc nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong chương trình. Thưa quý vị, trải qua đợt dịch COVID-19 vừa qua, có thể thấy việc thanh toán không tiền mặt được khuyến khích sử dụng nhiều hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã bước đầu cung cấp những thông tin, giới thiệu các dịch vụ thanh toán hiện đại, giúp cho mọi người tiếp cận xu thế mới, xu thế chuyển đổi số qua sử dụng ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử. Từ đó thì người dân dễ dàng mua sắm được hàng hóa mọi lúc mọi nơi mà không cần sử dụng tiền mặt như trước đây. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh để hòa chung bầu không khí nhộn nhịp ấy nhé. Không khí tại chợ Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương hào hứng trong ngày đầu tiên thực hiện phương thức thanh toán không tiền mặt. Việc được tặng mã QR để khách hàng đưa điện thoại lên quét mã và trả tiền không chỉ giúp giao dịch được diễn ra nhanh chóng mà còn hạn chế được nhiều rủi ro. Theo kế hoạch, sắp tới hơn 1.400 sạp hàng còn lại tại khu chợ Bến Thành sầm uất cũng được trao các mã thanh toán không tiền mặt. Như vậy, người dân tới quận Nhất vui chơi, mua sắm một cách an toàn. Việc không dùng tiền mặt không phải là xu thế nữa mà là giải pháp trong quá trình chuyển đổi số. Hệ thống thanh toán ngày càng được cải thiện, nâng cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định. Các dịch vụ thanh toán ứng dụng công nghệ hiện đại ngày càng đa dạng, phong phú. Song hành với đó là các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho người sử dụng. Mở đầu chuyên mục gần xa chuyện lạ hôm nay xin được bắt đầu với hình ảnh này. Thưa quý vị, đây là ông Vũ Văn Dung, 59 tuổi, ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tuy chưa học hết lớp 5, thế nhưng ông Dung đã chế tạo ra máy cấy, máy tời, máy bơm nước từ động cơ xe máy cũ nát. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, ông cứ tháo ra lắp vào nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Nhiều người khuyên ông dừng ý tưởng viển vông, tránh lãng phí tiền của công sức. Người thân cũng lo lắng khi thấy số tiền bỏ ra lớn mà không thu lại được kết quả. Nhưng với tinh thần học tập và say mê sáng tạo, những nông cụ do ông sáng chế đã phát huy hiệu quả và được bà con đón nhận, giúp xưởng của ông hiện có thu nhập gần nửa tỷ mỗi năm. Đây là xưởng cơ khí nằm ven quốc lộ 12B của ông Vũ Văn Dung ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Chứng kiến bà con cực nhọc dưới đồng sâu, ông Dung nảy ra ý tưởng làm máy tời lúa từ động cơ xe máy cũ, đem ra đồng thực nghiệm. Máy đem lại hiệu quả bất ngờ, chỉ dùng một tời kéo có thể vận chuyển xong 3 sào lúa trong vài chục phút thay vì phải mất cả buổi. Năm 2015, ông làm ra máy cấy bằng vật liệu tận dụng từ những chiếc xe máy, xe đạp hỏng. Ông Dung đem máy ra thử ruộng nhà mình cấy thử, năng suất gấp 5 lần cấy tay. Người điều khiển có thể chỉnh tốc độ nhanh chậm theo ý muốn. Được biết, ông Dung làm thêm hàng trăm sản phẩm bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Giá mỗi chiếc 4 triệu đồng, trừ chi phí lại khoảng 2 triệu đồng. Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch xã Yên Mạc, đánh giá nông cụ do ông Vũ Văn Dung chế tạo phù hợp với đồng đất Việt Nam và thường rẻ hơn so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ông là tấm gương sáng về tinh thần học tập, say mê sáng tạo. Hiện xưởng cơ khí của ông Dung có 3 lao động làm việc với thu nhập ổn định. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm ông có doanh thu gần 500 triệu đồng. Tiếp
Tiếp theo cũng là một mô hình đạt hiệu quả, nuôi loài đặc sản, ăn đồ rẻ mà lại đẻ tiền triệu. Vâng, Tấn Khoa đang muốn đề cập tới mô hình nuôi dúi của anh Đỗ Đạt, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau thời gian nuôi thử nghiệm, từ vài cặp giống ban đầu, anh Đạt đã phát triển mô hình nuôi dúi lên quy mô hàng trăm con, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Theo lời giới thiệu của nhiều người, chúng tôi tìm đến trại nuôi dúi của anh Đỗ Đạt, 29 tuổi, ở thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm xây chuồng trại, nên dúi đã đào hang đi khá nhiều và mức độ sinh trưởng khá thấp. Không bỏ cuộc, anh Đỗ Đạt quyết tâm lên mạng học hỏi kinh nghiệm và mày mò các phương pháp xây chuồng trại tối ưu nhất. Nhờ kinh nghiệm học hỏi, đúc kết từ sách báo, những người đi trước và sự chăm sóc kỹ lưỡng, dúi của Đạt nuôi phát triển, sinh sản tốt. Từ vài cặp sinh sản ban đầu, nay lúc cao điểm, trại anh có thể có gần 100 cá thể dúi. Quy mô trang trại cũng dần dần được mở rộng. Năm 2019 đã bắt đầu nuôi chuồng. Hiện tại thì anh có khoảng tầm 3-4 cặp. Cái này á, là so với những loại khác thì nó rất là dễ nuôi, mình có thể tận dụng được cái nguyên liệu sẵn có địa phương là tre và mía cho nó ăn. Cái khó ở đây á, là nó thời gian nuôi nó kéo dài hơn những cái loại vật khác đến lúc mà mình có thể là xuất bán. Cho nên là người nuôi thì mình phải kiên trì một tí. Còn lại thời gian nuôi mỗi ngày thì tốn rất là ít thời gian, chỉ còn 5-10 phút cho ăn là xong. Dọn chuồng thì nhiều khi là cũng không tốn nhiều thời gian. Đặc biệt là cho ăn nhanh, tận dụng cái nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Dúi nuôi khoảng 8 tháng sẽ bắt đầu sinh sản. Loài gầm nhấm này sinh sản mỗi năm 3-4 lứa, mỗi lứa 3-5 con. Theo anh Đạt, nhu cầu con giống hiện nay trên thị trường khá cao, số lượng không đủ cung ứng. Ngoài bán con giống, những con không đạt tiêu chuẩn sẽ được bán thịt thương phẩm, giá khoảng 600.000 đồng một ký. Dúi giống có giá từ 950.000 đồng một cặp. Thành công bước đầu từ mô hình nuôi dúi của anh Đạt không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân địa phương. Chúng ta thường nghe nói đến việc con người nuôi chim chóc trong lòng để làm cảnh. Thế nhưng quý vị khán giả có tin rằng một số người nuôi cả chim hoang dã không bị bó buộc trong lòng, những con chim không bay đi mất mà tự tìm về với chủ nhân của chúng? Dạ vâng ạ. Giữa chủ nhân và vật nuôi dường như có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Và ở thành phố Chennai của Ấn Độ có một người đàn ông như thế. Đối với ông ấy, đàn vẹt là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Là một người thợ sửa máy ảnh với khoản thu nhập không nhiều, nhưng mỗi ngày, ông Seka, 65 tuổi, đều dành khoảng 40% số tiền của mình kiếm được để mua thức ăn cho những con vẹt xanh đu dài. Vì tấm lòng nhân ái và sự hào phóng của ông, nên mọi người thường gọi ông với cái tên thân mật là người chim. Trong khoảng 10 năm, ông Seka đã không quản ngại những khó khăn vất vả để nuôi đàn vẹt hoang dã với số lượng lên đến hơn 4.000 cá thể. Ông Seka yêu quý và chăm sóc đàn vẹt chu đáo hơn cả bản thân. Theo ông Seka, thi thoảng ông có thể không ăn một bữa cơm, chứ những con vẹt chưa nhịn đói một ngày nào. Ông Seka bắt đầu nuôi đàn vẹt này sau trận sóng thần đổ vào duyên hải của Ấn Độ Dương vào năm 2004. Khi đó, ông nhìn thấy một đôi vẹt đói bụng ở phía sau nhà và đã mang đến cho chúng một ít cơm. Sự việc tiếp diễn trong những ngày sau và cặp vẹt bắt đầu làm tổ ở gần đó. Một thời gian sau, số lượng chim vẹt bay đến ăn cơm của ông tăng đến hàng ngàn con. Thường khi người ta nuôi những chú chuột làm thú cưng thì họ sẽ để chúng ở trong những chiếc lồng dành cho chuột. Thế nhưng quý vị có biết là có người còn chuẩn bị cả một căn biệt thự mini cho chuột cưng của họ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chuyện thú vị này nhé. April Campbell từng làm việc tại một cửa hàng vật nuôi, là một cô gái luôn dành tình yêu to lớn cho hai chú chuột thú cưng của mình. April còn xây dựng hẳn một căn nhà biệt thự sang trọng và đầy đủ tiện nghi từ một nhà búp bê cho hai chú chuột của cô là Taco Taco và Soda Pop. Cô còn tạo ra một sân chơi riêng cho hai người bạn bé nhỏ này từ gỗ mềm và màu thực phẩm. Được biết, ngoài căn biệt thự và sân chơi ra, thì April còn tạo cho Taco và Soda Pop cả một kỳ quan mùa đông, dẫn chúng đi biển và nhiều hoạt động khác. Phần cuối chương trình cùng nhóm Bình Dương Xanh lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến với cộng đồng.
phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn giao thông. Đây là chuyện không hiếm gặp, nhưng các lái xe nhiều khi vẫn bất chấp các quy định về an toàn giao thông để nhanh hơn vài phút. Đường băng đã nguy hiểm, đường đèo dốc khuất tầm nhìn thì lại càng nguy hiểm hơn. Tình huống sau đây sẽ là một ví dụ. Theo hình ảnh từ camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại cho thấy, trên đoạn đường đèo dốc, chiếc xe khách phía trước bắt đầu vào khúc cua thì bất ngờ từ hướng ngược lại, một chiếc xe 16 chỗ lấn làn vượt chiếc xe tải nặng đang đi cùng chiều. Để tránh cú đâm trực diện, lái xe khách vừa thắng gấp vừa đánh lái về phía lề đường bên phải. Mặc dù va chạm không xảy ra, nhưng chiếc xe khách đã bị lọt xuống rãnh thoát nước bên đường. Hậu quả của vụ việc không quá nghiêm trọng, nhưng tình huống cũng cho thấy phóng nhanh vượt ẩu không chỉ tự gây nguy hiểm cho mình mà còn khiến người đi đường khác gặp tai họa. Trong tình huống này, chỉ cần các xe nhanh hơn nửa giây thôi là tai nạn đã xảy ra giữa 4 chiếc xe, trong đó là 2 xe khách. Trong khi đường khá đông, các phương tiện đang di chuyển chậm thì chiếc xe đầu kéo bất ngờ chuyển làn, không quan sát, dẫn đến va chạm, ép ô tô con sang làn đường dành cho xe máy. Tình huống tiếp theo chắc chắn sẽ khiến quý vị thót tim. Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của ô tô đi phía sau cho thấy, đoạn đường thời điểm này đang khá ùn tắc. Trong khi đa số các xe đều giảm tốc, di chuyển chậm, thì một chiếc xe đầu kéo đã chuyển làn khá nhanh, bất chấp làn đường bên cạnh đang có một ô tô màu đen đi chậm. Sau cú bẻ lái bất ngờ, khiến xe đầu kéo va chạm, ủi ngang hông ô tô con. Theo người lái ô tô có camera hành trình sau va chạm, đoạn đường vốn đã tắc, nay lại càng bị tắc nghiêm trọng hơn. Quý vị thân mến, với sức trẻ, tinh thần thiện nguyện, trong hơn 2 tháng qua, các thành viên nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh đã làm sạch gần 10 con kênh rạch và các bãi rác gây ô nhiễm trên địa bàn. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay, nhóm tình nguyện Bình Dương Xanh đã có hơn 100 thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Sau mỗi buổi tích cực dọn dẹp, các thành viên đã không ngần ngại tiếp tục đăng ký tham gia vào các buổi tiếp theo. Bởi thế, thời gian qua, nhóm Bình Dương Xanh đã tạo nên một cơn sốt về ý thức bảo vệ môi trường ở các bạn trẻ. Và hoạt động ý nghĩa này sẽ có trong phần cuối của chương trình Nhịp sống đương đại ngày hôm nay. Trước khi nói lời tạm biệt, thay mặt những người thực hiện, Tấn Khoa và Giang Thái, xin được trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp sống đương đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại lúc 12 giờ 30 và 21 giờ 30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Nhịp sóng đương đại cũng đồng thời có mặt trên sóng phát thanh FM Bình Dương 92.5 MHz vào lúc 5 giờ 30, 13 giờ 30 và 21 giờ mỗi ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình Nhịp sống đương đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Giữa cái nắng tháng 6, bất chấp mùi xú uế bốc lên nồng nặc từ con kênh ô nhiễm, các tình nguyện viên nhóm Bình Dương Xanh vẫn miệt mài vớt từng trụ rác làm sạch con kênh. Rác cũng được phân loại ngay trên mặt nước trước khi đưa lên bờ. Nhóm ban đầu chỉ có 2 thành viên, nhưng những việc làm ý nghĩa đã được nhân lên mỗi ngày. Đến nay, nhóm đã có gần 100 thành viên. Thời gian đầu tiên chỉ có 2 thành viên thôi, nhưng mà sau dần dần bây giờ tăng lên số lượng khoảng 100 thành viên rồi. Và mình làm được, cũng được hiện tại ở phường Vĩnh Phú, phường Lái Thiêu được 7 con kênh và các bãi rác khô dân sinh ở khắp Bình Dương. Cái việc làm của các cháu làm cho chúng tôi ở cái khu vực này rất là cảm động, bởi vì tuổi các cháu thì còn trẻ. Mà bây giờ làm những cái việc này phải nói là rất là bẩn và nó ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Nhưng mà các cháu đã hy sinh cũng vì là cái mục đích là cái sức khỏe và cái môi trường xanh sạch đẹp của cộng đồng. Thành viên của Bình Dương Xanh chủ yếu là anh chị em công nhân trong các khu công nghiệp. Sau ca làm việc, những bạn trẻ lại cùng nhau làm cho Bình Dương thêm xanh, sạch. Hành động thiện nguyện của Bình Dương Xanh cũng đang nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của chính quyền và người dân địa phương. Nhóm đa phần chủ yếu là công nhân nên mình chọn khung giờ là 13:30. Tại lúc đấy bắt đầu các bạn ra ca đó và làm đến tối mịt thì thôi. Bắt đầu lên là tắm giặt, ăn uống rồi sau đó đi về. Địa phương cũng đánh giá rất là cao cái hoạt động của nhóm Bình Dương Xanh. Trong đó thì đặc biệt là cái nhóm này là hoạt động là tên là thằng là tự nguyện. Đó. Giờ phía địa phương thì cũng hỗ trợ
một phần về kinh phí là như là các những cái suất cơm để nước để hỗ trợ cho những thành viên trong đội này để hoạt động về gom rác, thu gom rác và dọn thay dòng chảy. Không chỉ dọn dẹp các con kênh ở Bình Dương, nhóm Bình Dương Xanh đang từng bước mở rộng địa bàn, kết hợp với nhóm Sài Gòn Xanh đào vét các con kênh ở những địa phận giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cùng với đó, nhóm cũng đang vận động các nhà hảo tâm chung tay mở thêm bếp ăn không đồng, chuyến xe không đồng, chia sẻ khó khăn với những người xa quê đến Bình Dương lập nghiệp.